Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta có cái gì nè? Chúng ta có tập mới của Resident Evil 8 Village. Và chúng ta còn có thêm cái quả đầu mới của mình nữa. Rồi khá là nhiều thứ mới mẻ đây. Thì cũng coi như là một sự khởi đầu khá là thú vị cho cái video ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục con game này thôi. Và ở trong tập trước chúng ta đã dừng lại tại đây nè. Mình cũng nghĩ là tụi mình cũng gần đi hết cái con game này rồi. Tại mình thấy là nó cũng gần như là hồi kết rồi phải không? Chúng ta chỉ còn đánh bại mỗi mụ Miranda thôi là chúng ta có thể phải gọi là thắng game phải không? Rồi ok, có thể mọi người đã xem tập trước thì mọi người đã biết là mình đang trong vai ông Chris Redfield. Còn Ethan của mình á thì nếu như mọi người có xem tập trước thì mọi người sẽ biết rất là buồn luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây, cái khúc này hình như là mọi người có xem rồi phải không? Cái này là mình chỉ cho xem sơ qua cho lẹ thôi. Đây, cái ngôi làng mình từng tới đây nè, bây giờ nó cháy rụi rồi, với lại con quái vật kia nó trở nên khổng lồ hơn, nó biến thành một cái thứ gì đó rất là to lớn và đang xâm chiếm cả ngôi làng này. Mình không biết cái sức mạnh của nó là cái gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ra đó mình săn lùng cái thứ này phải không ta? Nhưng mà mình nghĩ là chưa đâu, chúng ta cần phải gặp cái gì đó trước cái đã. Không thể nào gặp con chùm đó lẹ như vậy đâu. Rồi ok, chúng ta thấy có đường xuống dưới đây nè, mình đi xuống dưới đó. Người sói, người sói. Như tụi này yếu xèo với cái súng của bọn này à. Cái súng của bọn này kiểu rất là mạnh luôn á. Đâu? Đúng rồi, yếu xèo à. Không có tuổi luôn á men. Đâu, đi xài thử ba cái súng khác coi. Này súng súng lục nè. Ồ, lựu đạn nè. Rồi nhiều thứ khác nữa. Mình sơ, bây giờ mình đang chơi hàng xịn, hàng quân đội nên khá là ngon luôn. Đây, thử coi. Wow. Wow, hay thế nhờ. Hay vậy ta. Rồi ok, đường đi ở đây. Nó thải ra cái khí gì kìa. Không biết có vị gì khi mà lại gần hay không nữa. Chắc là đây chính là cái tín hiệu của mình á. À, cái bọn kia là tín hiệu đây nè. Ồ. Rồi ok. Cái gì mới nổi vậy? Ở đây chính là cái nhà của Luisa vậy phải không? Rồi. Ở cái chỗ này. Wow. Nó hỗn loạn thật sự ạ. Mutamycy. Là con đó đó. Let's go. Ủa cái gì đây? Có quái gì vậy? Nó mọc lên như cái cây á mọi người ạ. What? Còn mấy cái chỗ mình đã từng đi qua thì sao? Như là cái nhà thờ hay là... Ê! Cái con quái vật gì vậy? Ê! Con này nó không có xi nhê cái đạn phải không? Hay vậy? Gì vậy? Ủa hai con! Ôi mình sử dụng cái gì đó coi. Không, mình ở gần quá mình sợ quăng lựu đạn bị gì á. Hay là quăng đạn mù mình chạy đi. Bùm! Chạy! Chạy đi thật nhanh! Chạy ra khỏi đây. Đi hướng này phải không? Ủa không phải hướng này. Ê, chết rồi. Đi hướng nào ta? Chỗ này phải không? Đi qua hướng đó chỗ nào mình quên rồi. Ok. Cái coi như mấy cái này là mấy cái thính đó mọi người, cho mình lụm đồ á. Nhà trong đêm luôn nè. Nó chặn được mình rồi. Thì có nghĩa là chúng ta không đi được qua đường đó nữa. Giờ phải đi đường khác để coi cái đường nào đi được hay không nè. Hình như là mình có thể luồn qua cái đường bên đây. Cái đường bên đây nè. Chúng ta qua đây. Ê, không phải, anh nhớ đâu đó đây nè. Đây nè. Ê, người sói. Mệt. Ok. Ủa sao nhiều vậy? Nhiều quá. Hình như cái bọn người xấu này bắt nguồn từ cái thứ kia sao mọi người à? Mình nghĩ là vậy. Gì vậy? Mutamycy. Hình như là từ cái Mutamycy đó. Ủa sao chơi gà ấy nhờ? Bình tĩnh cái nào. Mình đang chơi khá là từ từ nha. Ê! Ủa tín hiệu hoàn hảo, kìa. Ủa? Bắn cái bay đầu liền. Ủa? Xuống đây mạnh mức vậy sao? Nó mạnh đến mức vậy à? Trời ơi! Không ngờ hạ gục đứa con đó dễ dàng vậy luôn á hả? Wow, mình khá là bất ngờ. Đông vậy ta? Đông quá. Rồi xuất hiện tụi cái chơi không khí rồi nè. Hình như còn thằng nào nữa. Ơi, còn nữa sao nhiều vậy? Còn phía sau lưng mình phải không? Biết ngay có sau lưng mà. Tụi mình chơi đánh lén không à? Cái này. Ủa gì đây? Cái chỗ này là phá hủy cấu trúc nấm mốc khổng lồ hả? Giờ phải làm sao? Cái này là cái gì đây? Mình đang cầm cái gì vậy? Bộ định vị mục tiêu, một thiết bị định vị mục tiêu bằng laser dùng để nhắm mục tiêu. Quá trình nhắm bắn phải được giữ nguyên cho đến khi đạn bắn. Cái này là cái gì đó mình không biết nữa. Bây giờ mình phải chỉ cái hướng nào để mà cho người ta bắn á. Chỗ nào ta? Mình không biết nữa. Để coi, thử chỗ này coi.
Cái này thì sao? Oh, okay. Ờ, nữa. Ồ, đông rồi nha. Ồ, cào nát cái lưng rồi. Ờ, dồn một góc chơi nè, dồn góc mà chơi nhau. Ý nữa, nó nhiều quá. Đừng để anh mày chơi lựu đạn nha. Bùm, bay. Thăm chưa. Còn nhiều không? Tụi nó đi xuống nữa. Ủa, còn nữa hả? Ê, không phải tiêu diệt hết tụi nó mới được chứ bây giờ là muốn dùng cái kia là mình phải đứng yên chỗ mà tụi này nó không cho mình đứng yên chỗ đâu. Ý nhiều quá à. Mà ông nội này còn trâu hơn cả Ethan nữa. Thôi chúng ta chơi bơm đi, mình nghĩ là bơm chính là cách giải quyết nhanh nhất. Hello. No, không được rồi. Con nào đâu bắn nữa vậy? Mày. Ý. Nã phát chưa đầu luôn rồi. Ồ, thiếu máu rồi. Dùng cái này đi. Ồ, xịn thế nhờ. Rồi, bây giờ chúng ta báo hiệu cho thằng kia nó bắn nè. Mình không biết phải bắn chỗ nào nữa. Hay là bắn mấy cái chỗ khác ngoài. No, đứng yên chỗ không được. Tụi này nó cho mình đứng yên đâu. Mày chết rồi con. Được chưa. Lẹ coi. Báo hiệu chỗ nào đó coi. No, mày. Mày, im mồm vào đừng có la nữa. Cho tao yên cái coi. Ok. Còn chỗ nào nữa ta? Ơi, con gì bự xuất hiện không vậy? Oh my god! Toàn là sợ tinh thể hoàn hảo không à? Mấy người đùa chắc hả? Nếu không có đồ xịn là chắc nó ngẫm rồi đó. Ngẫm lâu luôn rồi. Rồi hết lựu đạn luôn mà sao nhiều lựu đạn quá. Rồi trận sau là mình coi như là toàn á. Rồi, dùng cái này thôi. Chỗ nào đi? Thử cái này đi. Cứ bắn đại đi, chắc nó cho đâu mọi người à. Yeah, được rồi. Ok, chỉ còn 3 phát thôi là nó ngẫm liền. Rồi, cái chỗ đó sập rồi đó. Wow, chỗ này bây giờ nó nhìn nó hỗn loạn quá. Bây giờ mình thử quay lại cái chỗ mà mình đã từng đi coi. Ví dụ như là cái nhà thờ này nè. Để coi bây giờ nó còn nguyên vẹn hay không. Với lại đường đi nó không cho mình đi nữa hay sao á. Oh, khó đi thiệt. Bây giờ muốn quay lại cái chỗ cũ đi chơi một tí thôi cũng không có được nữa. Giờ nó bắt mình phải đi đâu ta? Giết Miranda và giải cứu Rose hả? Rồi, giết Miranda. Miranda ở đâu? Captain, the Mega Mighty is underground. I'm on my way. Nằm dưới lòng đất hả? Rồi muốn xuống lòng đất thì không lẽ là có chỗ mình biết là dưới lòng đất chính là căn nhà đó có cái tầng hầm. Ủa, tầng hầm nó bị lắp lại rồi, không phải. Dưới lòng đất là chỗ nào ta? Ok, cái chỗ này nó bị lõm xuống phải không? Biết đâu là mình phải đi xuống dưới á. Dưới lòng đất nè, đây rồi. Found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Gì đây? Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and Baker. There's no sign of the genome editing we saw in the E-series. Baker đấy là gia đình Baker trong Resident Evil 7 á. Wow. Rồi, nó vẫn gợi cho mình nhớ tới một chút liên hệ của Resident Evil 7. Cái gì đây? Chứ đây là thính hay không? Đây, có quá trời đồ để loot nè. Rồi, cái gì dưới kia vậy? Đây chính là cái nguồn cõi của nó nè. Chính là cái gốc của nó nè. Mình có thể tiêu diệt cái dưới đây và sẽ tiêu diệt nó luôn. Hình như là vậy á. Mà có thể là có nhiều con như vậy. Không rõ nữa. Nó lòi ra dùng sáng dùng chỉ gì giống con Morok á. Giờ nhảy xuống sao? Nhìn không an toàn tí nào á. Nhảy xuống hả? Rồi, xuống thiệt. Nó chịu hồi cái gì đây? Bảo vệ Mega Mighty. Cái thằng bự bự này mình giết không mà. Bây giờ con khác nữa hả? Ủa? What? Rồi chúng ta mở đầu chào hỏi nó bằng một quả lựu đạn. Boom. Dưới đây. Ủa mày khôn vậy mà nhảy lên luôn hả? Ở kệ đây. Súng này khá là mạnh, mình nghĩ là mình có thể tiêu diệt được nó. Ê. Oh my god, máu yếu luôn, máu mình vẫn yếu nè. What? Rồi sai. Chết rồi. Ý man. Quăng lựu đạn. Boom. Yeah. Cái thương khá là khủng. Rồi, xử lý luôn đi. Đây. Giờ nạp đạn lại. Thử nó. Boom, yeah. Biết là cái đầu của nó hay sao á? Mình không biết nữa. Ý mẹ. Ồ, hồi quá. Ủa, sao mình lại né? Đang ngồi chơi nhưng né. Đây, cái lưng nó, chắc là cái lưng nó hay sao á. Mình biết cái lưng nó phải không?
Ê, đúng rồi, tôi về thấy mấy con ký sinh trùng ở đây, mấy con dung sáng, dung chỉ gì đó trong lưng đó. Oh man. Đấm bao nhiêu mà vẫn hụt nha con. Cái thân to xác nha mà cái não này ngu. Cái cây chì nó bự quá mọi người ạ. Nhìn sợ thiệt. Trời ơi, vũ khí đúng hàng nặng thiệt. Nhìn khiếp quá. Không biết mình bắn cái chỗ ngay mặt nó không biết cái xi nhê hay không nữa, hay là nãy giờ mình tốn đạn rồi. Chắc là phải tập trung bắn ngay lưng hay sao á. Hình như là vậy. Oh no. Rồi chắc vụ anh này nè, bắn sau lưng nè hay sao nè. Đây, ở ngoài nó đau quá, khá là đau, khá là thốn á. Quơ búa. Mày lòi cái lưng ra rồi nhá. Nó nhảy chở rồi bắn chưa nào ta. Oh no, tôi nghĩ là tôi sắp toang rồi. À mày, đây, được cái lưng đây. Ê. Đây rồi, đúng rồi, hình như mà bắn đúng chỗ hay sao đó, chính là cái lưng của nó nè. Đây, đuổi rồi. Bắn liên tục vào, let's go. Sắp hết đạn rồi. No. Oh my god, sắp hết đạn tới nơi rồi. No, hết đạn rồi. Cái làm sao đây? Hay là chúng ta chơi. Chơi đó, đâu giờ đi nó. Oh my god. Thử. Chém. Chịu thôi, con này to xác mà không thấy được cái gì hết trơn kia đánh nó. Mà không được, không xin nhê đâu. Keep going. The rest of you stay above ground. Mình đã làm một điều mình nghĩ là nó không khả thi thế nào. Mình đã đánh bại con này bằng con dao đó. Đúng là tình huống này phải gọi là không biết phải nói sao nữa. Chúng ta có trụy tinh thể khổng lồ. Wow, mình đã giết nó bằng con dao này à. Kinh thiệt sự á. Giờ lên bằng đường nào ta? À đây rồi. Cái đường đó chúng ta đây rồi. Bây giờ là mình gặp con gì đó lúc mà ra ngoài á thì mình cũng phải chơi giao với nó luôn. I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her maybe. We can figure that out later. Focus on the plan. Thì có thể là Mia thật còn sống ha. It's the Megamycete. Oh, out for the squad. Để mất thực sự là cốt lõi của nó. So now we can end this mess after all. About damn time. Quăng lên anh trai, quăng lên. Đúng rồi. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony. Keep your. Giờ không có miếng đạn mà đi luôn á. What? I know it's too late now, but we really. Cho tôi chút đạn đi. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Rồi, chỗ nào đây nè? Cái chỗ này là một cái chỗ nghiên cứu về cái đó nữa phải không? Phòng thí nghiệm của Miranda. Ủa gì đây? Bà ta thực sự đã tiêm cái thứ gì đó vào người của mấy người kia và mấy người kia đã biến thành kiểu dị dạng như thế này nè. Kinh tởm thiệt. Rất là kinh tởm luôn. Wow. Rồi gì đây? Hả? Một cái bức ảnh nè. Ai đó ấy có lẽ đó chính là Evelyn đó mọi người ạ. Hình như là Evelyn hay sao á.
mà con bé ở trong một cái trại thí nghiệm nè. Ừ, chắc là con bé Evelyn đó. Rồi, gì đây? Một người đàn ông đã có được cái gì đó, mình không thể nào nhìn ra được cái đó là cái gì. Còn cái này, Miranda thân mến, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì không thể đích thân gặp bà. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc được thăm lại ngôi làng cổ kính của bà. Tuy nhiên, tôi lại vô cùng bận rộn. Vậy nên một lần nữa, tôi cho rằng một người phụ nữ bất tử như bà mà không còn nhớ đến người học trò y khoa khốn khổ kiệt quệ ở nơi lạnh lẽo này nữa rồi. Tôi luôn giữ trong lòng những sự khai sáng mà 15 năm trước tôi đã nhận được khi ở lại ngôi làng của bà. Tôi đã được truyền cảm hứng bởi những nghiên cứu của bà. Để nói một người có thể biến đổi con người bằng cách lây nhiễm vi sinh vật cho họ thì phải có tầm nhìn xa trông rộng. Tôi hiểu rằng với tri thức ấy, tôi có thể đạt được tầm nhìn riêng cho mình đối với bước tiếp theo trong quá trình biến tiến hóa của nhân loại. Kể cả khi hai cuộc thế chiến kết thúc và loài người vẫn đứng trên đỉnh vinh quang, niềm tin của tôi vẫn không hề suy suyển. Tuy nhiên, sau nhiều đêm có những cuộc nói chuyện trao đổi kiến thức giữa tôi với bà, tôi đã nhận ra rằng niềm tin của bà và tôi hoàn toàn khác nhau. Bà mong muốn sự hồi sinh của người đã khuất, trong khi tôi hướng đến việc thay đổi thế giới. Những thí nghiệm với nấm mốc của bà sẽ không hỗ trợ nhiều cho tôi trong nỗ lực đạt sự lây nhiễm trong cấp số nhân. Tôi đang nghĩ một loại virus có thể gây hiệu quả hơn nhiều. Đây là lý do tôi phải rời xa bà. Hỡi người bạn thân mến, tôi vẫn thấy luyến tiếc vì không có cơ hội được nói lời tạm biệt. Tôi xin lỗi vì đã hồi tưởng, thực ra tôi đã có tin tức mà tôi cho là sẽ khiến bà hài lòng. Tôi đã tìm thấy chìa khóa dẫn đến sự tiến hóa Progenitor, một loại virus tìm thấy ở châu Phi. Tôi dự định của bạn bè và đồng nghiệp thành lập một công ty tập trung nghiên cứu virus, tôi sẽ gọi nó là Umbrella, giống như những biểu tượng trên hang động mà chúng ta đã nói tới. Umbrella nghe quen quen, ta không biết có nghe từ Resident Evil 7 hay không nữa. Chỉ một bước nữa là tôi có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Tôi hy vọng một ngày nào đó bà cũng có thể đạt được mục tiêu của mình. Bà đã chỉ bảo tôi nhiều điều và vì thế tôi mãi mãi mang ơn bà. Chân thành học trò suốt đời của bà. À, đó là học trò Oswell Spencer gì đó rồi. Spencer, here. No way. Spencer, có gì là theo như mình nghĩ là cái ông Chris Redfield này có quen biết với người nào đó tên là Spencer, mình không biết người đó là ai nữa. Tại vì ở mấy phần trước mình còn chưa chơi, chỉ mình chơi với phần 7 thôi à. Rồi, ở đây có đạn không? Làm ơn có đạn đi. Trời ơi, có đạn không? Ở đây hình như nó nhốt bắt người xong rồi nghiên cứu các thứ nè. Đây, mở ra. Ôi, có gì. Có gì cả. Ấy! Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Oh, Mia! Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. Oh, Mia bị bắt bao nhiêu lần rồi? It really is you. I'm glad you're safe, Mia. Why are you here? Tôi tưởng Mia đã chết rồi chứ. Bị bắt bao lâu rồi? I was caught in Houston experiments. Trời, khổ thân Mia ghê luôn á. Bị bắt trong phần 7 rồi. Phần này cũng bị bắt luôn. In the flesh. What's the situation? Lỡ Mia nghe tin là chồng của mình đã mất thì sao ta? Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me. Where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Vậy Rose chính là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Wow. Come on. It's not safe here after all. Okay. What do you mean he's gone? He's dead. Mia không tin đâu, tại vì Ethan bất tử mà tại sao có thể chết như vậy được? We have to destroy this village. No, you're wrong. Nhầm rồi. I tried to keep this a secret, but you don't understand how special he is. Cái gì ở đây? Cái gì ở đây? Lại theo cái mạng plot chết gì đó vậy? Cái gì ở đây? Không nổi. Cái gì? Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Giọng cơ Evelyn hả? Ethan còn sống hả? Ethan bất tử thiệt hả trời? Không, mình chỉ nói đùa là Ethan bất tử mà Ethan bất tử thiệt hả? Hả?
Cái gì đây? How did I get here? God, freezing. Lạnh thì đã sao chứ? Mày có đâu bị chết cống đâu. Trời ơi. Shit. My body. You're so dumb. Ooh, là con bé. How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? Nhìn cái ông nội nó mắc cười quá ta. Ông Jack. You died there 3 years ago. Vậy? That's impossible. No way. Vậy? Shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. Ủa là sao? Shouldn't. Vốn dĩ là Ethan đã chết từ rất lâu rồi hả? Đó là sao ta? I did all that. Rose. Thật sự mình không hiểu đó mọi người. Không hiểu nữa. Cái plot twist này nó hơi căng á. Rất căng luôn. À, thì ra là cái thằng này nó bị ký sinh khoảng mấy năm trước rồi. Mà bây giờ nó mới lộ ra đó hả? You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. Đây có phải là hồi hớt không hay là Ethan thực sự đã sống dậy? Cái phân cảnh này khiến cho mình suy nghĩ khá là nhiều nha. Trong đầu mình bây giờ xuất hiện khá là nhiều câu hỏi. Đúng là ông nội sống dậy thiệt hả? At last, he awakes. Giọng ai quen quen vậy ta? Giọng của ngài công tước chứ ai nữa? You were having a nightmare. Hả? Duke? Our battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. Ồ vậy là
Ông này cứu hay là do mình có nấm mốc trong người ta? Tại sao mình có thể sống lại? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Có quả tim thì sao? Có quả tim thì sao ta? Không lẽ ông ta lấy tim heo hay gì đó gắn vào trời? Who or what are you? Even I can't quite answer that. Mình không hiểu là ông ta là cái thế lực gì đó mình không biết nữa ông ta. Wow. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Là sao? Ý ông là sao? Yeah, I have to be. Rồi. Ok luôn. I gotta go. Oh my god, chỗ này bây giờ nó tệ quá à. Ờ, phải đi thôi, nhiệm vụ của mình là gì? Ok, ba vũ khí xịn của mình đây nè. Chúng ta có súng này nữa, nếu có gì xài đạn Magnum cho bà Miranda cũng được. Giành lại Rose từ tay Miranda. Nhiệm vụ chúng ta là giành lại Rose từ tay Miranda. Ok, giờ đi tìm bà Miranda phải không? Bây giờ mình chạy không được nữa, cơ thể mình yếu quá rồi. Rồi, cái đường nào mình đi được ta? Mình thấy là cái đường này là mình đi được nè. Đường này nè. Mặc dù là có mấy cái thứ này ở đây nhưng mà mình nghĩ mình đi qua được. Nó có nắm chân mình lại không? Không. Nó nắm chân mình lại. Đằng kia nữa. Wow. Bây giờ trông nó tệ quá. Cái quá gì đây? Oh. Nó. Out of my way. Oh my god. Mày bớt đi. Ủa phát ngủm rồi. Mắc cười thiệt. Ô lại chỗ này nữa. Im, nằm yên nó đi. What? Nằm im nó nào. Mỗi thằng một viên nha. Mỗi thằng viên. I gotta keep going. Đúng rồi, Ethan rất là nghị lực nha. Đây. My beautiful daughter. Bà ta có lẽ đang làm cái nghi lễ gì đó nè. Eve. Is that you? Oh, how I've missed you. Vậy là linh hồn của Evelyn đã quay trở lại với cơ thể con gái mình hả? Hay là sao? Ồ, thất bại phải không? Thất bại phải không? Thất bại phải không? My power is leaving me. Rose. Oh. Người cha dũng cảm đã xuất hiện rồi. Để coi là người cha này có thể đánh bại được Miranda thêm một lần nữa hay không. Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me now. You will see. Once I kill you properly, everything. Ai hỗ trợ mình vậy? Không lẽ là... I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled. Và chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh thực sự của bà. Khủng khiếp thiệt. Cái gì đây? Chú! You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened. Tôi không có đạn nhiều nữa mấy người. Nãy mình sao không mua đồ của ông công tước nhờ? Mình không có mua đồ của ông công tước à, bây giờ không có nhiều đạn nữa. Mình không ngờ là mình sẽ đối phó với bà như vậy. I assure you I'll provide her with. Oh my god, để coi mình đánh bạc thế nào đây. Mình thì biết của bà là ở đâu. Ồ, cái thứ đó. Đây, mặt bả phải không? Hình như là vẫn bắn vào thân bả bình thường nhưng mà có liều bả khá là trâu thôi. Hình như là vậy sao? Đúng rồi, có ra máu nè. Ừ đúng rồi, hình như là vậy sao á. Để tìm hiểu coi có phải vậy không. Gì đây, bắt chu ra từ mặt đất hả? Bả làm gì vậy?
À, mà bắn ra cái thứ gì đó rồi, như là nham thạch hay gì á. Chả biết là gì luôn. Rồi, chúng ta chơi hàng xịn với bả nha. Có 10 viên đạn sọc kinh nè. Oh my. Tha cho cái thân thể nhỏ bé của Ethan đi, làm ơn. Đủ quá rồi, Ethan chịu hết nổi rồi. Ui man, bất ngờ quá. Cái quá gì đây? Nó nhiều quá à. Ui, dạng mới rồi. Oh my goodness. Chúng ta yêu máu rồi. Thì mà sao, chúng ta có tận 3 chai thuốc thánh là. Hiện tại mình không thể nào chế thêm nhiều thứ khác nữa, nên chúng ta chỉ có thể xoay sở với những cái chúng ta có thôi. Đâu rồi, bả đâu rồi? Ê, bả đâu rồi? Trên đó hả? Oh my god, giờ chúng ta xài này đi. Hết đạn sọt kênh rồi. Oh my chuối. Bà đâu rồi? Mũ phù thủy. Bà đâu rồi? Ý. Chết tiệt nè. The men in my seat saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Trời, bao hóa chim ở bay kìa. Bao hóa thành bất cứ thứ gì. Đúng là chùm cuối mà. Ui, chết rồi. Ờ. Nhân. Gì đây? Cái quái gì đây? Hả? Ờ. Gì đây trời? Tôi mù rồi. Nghe, mình có thể nghe âm thanh, có nghe thăm, mình có thể nghe âm thanh nha. Đừng có đùa, tôi có thể nghe âm thanh nha, tôi có thể biết bà đang ở đâu á. Tôi có thể biết bà ở đâu nha, tôi có thể nghe âm thanh nha, đừng có đùa. Đang ở đâu? Ô mày. Trời, đánh lấy sau lưng hả? Không hay đâu nha. Đây. À, thấy đường lại rồi nha. Sáng mắt lên rồi. Gì đây? If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last. Có nên dùng cái gì đó thử bả không? Mình nghĩ là bả ta vẫn chưa ở cái hình dạng cuối cùng của bả đâu. Bây giờ mình chưa khoan hãy xài cái Magnum, cái súng mà 1851. Đã sao cánh, đã sao cánh kìa. Đâu rồi, đã sao cánh đâu? I'll take wonderful care. Đây. Đây. Bà cái bà. Vô. Sợ phải không? Bắt đầu thấy sợ y tình rồi phải không? Đạn súng please. Cho tôi đạn súng. À, trời ơi sao mình có cái này bây giờ mà? Sao mình không có xài? Ờ, lạ ta. Cho tôi hồi máu cái. Từ đã tính, sao nãy giờ không xài cái này nhờ, mình không hiểu nữa. Ai chết? Who died? Ai chết? Ờ. Bùng. Chỗ này đạn mù mà. Trời ngu thiệt. Yeah, đúng rồi. Quá giật. Ồ. Đồ quá giật. Đi. Ờ, chưa nạp đạn nữa ba. Lại nữa à. Cái này phải chơi chơi súng lục thôi. I will take back my daughter. Ba. Rồi, xài được chưa? Yeah! Please, Mr. Winters. Lại nữa, lại chiêu này nữa. Có ba cái chiêu cũ kỹ nhầm chán mà xài đi xài lại hoài à. For my daughter. My wish will come. Đây. Đây. Hả? Yeah. Yeah, chúng ta tới rồi. To ensure I never see your face. Gì đấy? Tấn công gì? Every single cell of your being. Tấn công gì mới được? For all eternity is punishment for your interference. Hả? I don't have any more time to waste. Tấn công gì?
Ông bà mình tấn công cái gì? À, sao mình ngu đấy giờ? Sao mình ngu đấy giờ? Bây giờ không đang chuẩn bị súng lên. Oh my god. No, 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 no. No. Trời ơi, chạm ầm ơn cho con đừng sống đi. Đấy. Chết đi, chết đi. Chết đi. Bà đuối rồi. Mình nghĩ vẫn chưa xong đâu. Vẫn chưa xong đâu. Không thể nào xong như lẽ như vậy đâu. Không thể nào. Chúng ta còn vẫn còn cái gì đó, biết đâu bà biến hình thêm gì nữa sao. Chùm cuối mà không thể nào dễ dàng như vậy được. Vậy luôn hả? Ủa vậy luôn hả? Ơ? Có hơi thất vọng, mình tưởng đâu là con game này nó sẽ khó hơn nữa chứ. Rose. Rồi đừng có kiểu mà nó là Evelyn nha. Ồ thật sự bản thân Ethan chính là nấm mốc. Ethan. Ethan. Come on Ethan. Come on Ethan, wake up. Biết ngay vẫn còn mà. Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. Rồi biết ngay mà. Biết ngay vẫn còn cái gì đó mà. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. Ủa, mình để ý là nãy giờ mình không thấy mặt Ethan lần nào luôn á. You tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn. Lại có chuyện. Ôi! Đừng nói Ethan trở thành boss nha. Goodbye, Rosemary. Ê, tôi thấy ông ổn. À, tưởng đâu Ethan biết thật cái gì á. Ethan vào đó hy sinh hả? Ethan vào đó hy sinh sao mọi người ạ? À? Bây giờ mình trong vai ai? Trong vai Ethan tới đó với con đó hay là trong vai Christopher bỏ chạy? Đâu? Không, mình là Ethan. Mình vẫn là Ethan. Tới lúc hy sinh rồi. Đó. Sao cái thứ đó nhìn mình nắm đuối chứ ta? À cái bùng à, bùng 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 bùng. Không có à? Go. Go, take us up now. Wait. Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us.
tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. Gì? BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Oh. Someone's gotta pay. Ok. Kết thúc. Đây chính là cái phần mở đầu nè. Và cũng là cái phần cuối luôn. Để mình ngồi xem hết thử cái credit này coi là nó có xuất hiện cái gì hay không nè. Hết credit rồi phải không? Hết credit rồi phải không? Rồi. Mình sẽ thấy cái gì nè? Đây. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Đó chính là Rose lúc lớn hả? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cool. Oh. You were being silly. Mình tự hỏi là con bé nó có biết chuyện hồi nhỏ của nó không ta? Chuyện nó bị bắt cóc đi bởi một bà phù thủy rồi ba nó phải đi giải cứu. À. Này đi đi biến mộ ba nó hay sao nè, chắc nó cũng phải biết chuyện đó hay sao á. Mình chẳng biết là có vớt được cái xác của Ethan hay không nữa. Vụ nổ nó cũng hơi bị lớn á. Hey dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Công việc gì tại sao lại có mấy ông này giống như là lính đặc nhiệm bảo vệ gì á? Không, nói chung là where else? The day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Vậy là cái bên đặc nhiệm vẫn đang quan sát nhỏ Rose thì từ bé tới giờ hả? Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know.
Đằng xa kia mình thấy cái bóng của ai đó kìa. Đằng xa kia mình thấy cái bóng của ai đó, không biết là ai vậy? Câu chuyện của bố bây giờ đã kết thúc rồi. Phải nói là cái ending này khá là buồn. Độ khó tiêu chuẩn, thời gian hoàn thành là 11 tiếng 29 giây. Vậy bây giờ nó thống kê lại những cái lần mình chơi nè. Đã thêm độ khó ngôi làng bóng tối. Gì ở đây? Độ khó hơn hả? Độ khó mới đã khai dụng, bạn có thể lựa chọn độ khó khi bắt đầu trò chơi mới. Ủa gì đây? Thử thách mô hình cửa hàng mở rộng, mỹ thuật minh họa gì? Vũ khí đặc biệt WCX. Nếu mình chơi lại là mình sẽ nhận được một cây vũ khí xịn hay sao? Mình đã hoàn thành những thử thách sau. Không ưa người sói gì. Hả? Cái gì? Vậy là series RE8 của mình kết thúc tại đây rồi mọi người ạ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video ấy, thì các bạn hãy cho mình like và share. Và đừng quên subscribe cho mình. Và đừng quên cái chuông và đăng ký kênh nhé. Ok. Hi, xin chào và hẹn gặp lại.